Cha mèo hoang ăn liên tục một tháng, cô gái bất ngờ được trả ơn bằng thứ không thể ngờ. Theo như cô gái có kể lại, một tháng gần đây cô liên tục bắt gặp con mèo hoang này lượn lờ gần khu nhà mình, nên cô đã cẩn thận mang đồ ăn thức uống đến cho nó. Bởi lẽ bản tính là một người yêu mèo nhưng gia đình không cho phép, nên đây cũng là cơ hội để cô gái có thể sờ mó vuốt ve hoàng thượng một cách hợp lý. Thế rồi một buổi sáng nọ, trong lúc mang đồ ăn ra cho bé mèo hoang như mọi khi, thì bất ngờ hoàng thượng gắp theo con cá khô dúi vào tay cô. Khuôn mặt vô cùng đáng thương như muốn nói, cô hãy nhận lấy vì đây là vật trả ơn mà nó dành cho ân nhân của mình. Được biết đây không phải lễ vật đầu tiên mà cô gái nhận được. Trước đó con mèo này đã một lần mang chiếc đùi gà đến cho cô. Lần này rút kinh nghiệm nên cô gái đã lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc hiếm gặp này. Sau khi chia sẻ video lên mạng xã hội, rất đông cộng đồng mạng đã để lại những bình luận góp ý hài hước ở bên dưới bài đăng cho cô gái. Một số cho rằng, đấy không phải hậu lễ gì đâu, ý của nó muốn nói là lần sau, mày phải nấu cái món này cho tao ăn đó, chứ ngày nào cũng ăn rau củ thiếu chất tao gầy lắm rồi nè. Một số khác thì ra sức khuyên cô gái rằng, nhanh trí tháo chiếc nhẫn hoặc lấy sổ đỏ ra cho nó ngửi và nói với nó tao muốn trả lễ bằng cái này. Một ngày đẹp trời nào đó nó sẽ mang đúng thứ đấy về trả ơn thì lại giàu to đấy ạ. Trong khi đó cũng có không ít netizen tỏ ra ghen tị với bé mèo hoang này vì cũng là trả ơn, nhưng mèo nhà mình nó lạ lắm, khi thì gấp rắn về, có lúc thì tha nguyên con chuột lên giường là mình ngất lên ngất xuống mấy lần vì sợ. Cảm ơn các bạn vừa xem xong video của Golden, kênh thú vị và hấp dẫn nhất trong cộng đồng yêu thú cưng Việt Nam. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi chúng mình ở video sau nha.